Theo tờ Financial Times, thương hiệu quần áo quốc tế Adidas đã mở cuộc điều tra về cáo buộc một số nhân viên cấp cao của hãng tại Trung Quốc có liên quan tới vụ hối lộ quy mô lên tới hàng triệu euro. Cuộc điều tra được mở ra sau khi công ty nhận được đơn khiếu nại của người tố giác, được cho là nhân viên Adidas Trung Quốc, trong đó cáo buộc một số nhân viên công ty, bao gồm cả một quản lý cấp cao, đã nhận tiền lại quả từ các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài. Những người này đều liên quan tới ngân sách tiếp thị ở Trung Quốc. Số tiền mà các nhân viên này đã nhận được cáo buộc lên tới 250 triệu euro một năm. Adidas cho biết họ không thể cung cấp thêm thông tin cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất. Theo báo cáo tài chính mới nhất của công ty, thì doanh số bán hàng tại Trung Quốc của hãng đồ thể thao khổng lồ của Đức đã tăng 8% trong quý đầu tiên.